Paris Saint-Germain mở màn Champions League một cách hoàn hảo khi đánh bại đối thủ trực tiếp Juventus ở lượt trận đầu tiên với tỷ số 2-1 nhờ sự tỏa sáng của Kylian Mbappe. Và thầy trò huấn luyện viên Galtier tiếp tục duy trì mạch chiến thắng bằng cách đánh bại Brest với tỷ số 1-0 tại Ligue 1 cuối tuần trước để có sự chuẩn bị tốt nhất về tinh thần cho chuyến làm khách của Maccabi Haifa, đội bóng Israel mới trở lại Champions League lần đầu tiên sau 13 năm. Đây là cơ hội để đội bóng thủ đô Paris kiếm chọn 3 điểm và chiếm vị trí số 1 bảng H từ tay Benfica, khi đại diện của Bồ Đào Nha có chuyến làm khách khó khăn trước Juventus đang khát điểm. Messi cùng các đồng đội vượt trội đối thủ về đẳng cấp cũng như sở hữu những ngôi sao lớn trong đội hình để giành chiến thắng ở trận này. Huấn luyện viên Barak Bakha chỉ thiếu duy nhất Jaber vì chấn thương, nhưng ngay cả khi có những cầu thủ tốt nhất thì Maccabi Haifa cũng không thể so sánh với Paris Saint-Germain về kinh nghiệm và đẳng cấp của các cầu thủ. Trong khi đó, huấn luyện viên Galtier sẽ không có sự phục vụ của Kimpembe và Renato Sanchez vì chấn thương. Tuy nhiên, đó không phải là thách thức lớn khi đội bóng giàu có của nước Pháp có quá nhiều cầu thủ chất lượng để thay thế. Đây mới là lần đầu tiên hai đội gặp nhau và xét về phong độ hiện tại thì Maccabi Haifa có 4 trận thắng và 1 trận thua trước Benfica ở vòng trước. Trong khi đó, Paris Saint-Germain có 4 trận thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Vì Maccabi Haifa thua kém về đẳng cấp và kinh nghiệm, nên Paris Saint-Germain nhận được kèo chấp rất sâu ở trận này. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề quá lớn, vì thầy trò huấn luyện viên Galtier hoàn toàn có thể vượt qua nhờ sự tỏa sáng của những ngôi sao trên hàng công. Maccabi Haifa sẽ cố gắng chơi chắc chắn để bảo vệ khung thành của mình, nhưng rất khó để họ có thể ngăn được bộ ba siêu sao Messi, Neymar, Mbappe ghi bàn. Hơn thế, ở 3 trong 5 trận gần nhất, các trận đấu của Paris Saint-Germain đều kết thúc với 3 bàn thắng được ghi. Vì vậy, nhiều khả năng trận này sẽ nổ tài. Dự đoán của thể thao văn hóa Maccabi Haifa, Paris Saint-Germain 0-4.